Như vậy là cái con thỏ, con thỏ mổ con còi đã được chuyển nhượng cho một người yêu chim ở La Ri, Bình Thuận. Và đây là thủ tục mình vừa mới sang lồng. Mình sang lồng. Đó. Đây là con thỏ. Đó. Mình có gửi cả lúa, nước uống. Đó, lúa, nước uống. Rồi cái trên đó thì mình cũng ghi rõ là cái con dấu niêm phong và cái thông tin của xe Minh Phúc ở bến nước ngầm. Đó. Và cái số nhà xe Minh Phúc thì đây 0913738368. Còn số khách hàng là 01678 97 gì đấy. Và mình rất là cẩn thận với những cái hệ thống xe từ bến xe nước ngầm là mình đã bao hết rồi. Mình cũng đã quen biết và đã đặt vấn đề làm ăn lâu dài rồi. Đó. Còn trên phần này thì tôi cũng rất là cẩn thận. Tôi ghi rõ là xin cảm ơn người vận chuyển để ý nước cho chim và bộ phận văn phòng Hà Nội là liên hệ trước cho khách hàng để gửi vào Bình Thuận vào cái giờ đẹp cho khách hàng và có con dấu ký của tôi. Ngoài ra thì cái cửa này á, tôi cũng rất là cẩn thận. Cái cửa này thì các bác thấy là rồi. Đây. Tôi có thể cấu ra một chút. Nói có sách mắt có chứng. Ok. Rồi lưng quả. Lưng quả. Đây. Đây là những cái băng đạn. Và đây là những cái hộp đạn chứa các băng đạn. Đó. Thì tôi ví thử là cái này là rất là cẩn thận cho các bác. Đây là viên đạn. Và tôi sẽ dùng một cái này. Đó. Đó. Thì đây là cái vết cặp. Đó, tôi sẽ cặp vô đây. Đó. Đó. Thì các bạn yên tâm là đây là cái nếu như mà cái việc đổi chim hoặc là những cái việc có những cái người họ có ý định xấu trong quá trình vận chuyển là rất là khó khăn, bởi vì cái dụng cụ ở đây là phải các bạn phải như kiểu là có sự chủ động hoặc là nó là chủ nhân của chú chim thì mới các bạn mới mở được cửa đó. Hoặc là các bạn như thế nào đấy. Tất nhiên đây là cái cẩn thận cho các bạn. Bảo tôi bảo vệ cái quyền lợi. Bảo vệ quyền lợi cho các bạn. Và tôi làm con dấu này cũng thể hiện là rất là chuyên nghiệp về cái cách mà tôi giao dịch với anh em ở xa. Một phần là cũng bảo vệ cái uy tín của tôi. Một phần là bảo vệ quyền lợi của các bạn. Đó. Nói chung chim như thế này nó rất là đáng quý. Nó đi trên đường Bắc Nam rồi nó đi mọi miền Tổ quốc. Tôi chuyển cả có những lúc là khách hàng ở nước ngoài
họ gọi điện, họ lấy và họ làm cách nào đấy họ chuyển được sang nước ngoài đấy, chứ không phải không. Đó. Nên tôi chỉ gửi ở Việt Nam thôi, nhưng mà họ là khách hàng nước ngoài. Thì vậy Mỹ Chi là bây giờ cũng đã đến giờ xe chuẩn bị qua nhà rồi. Thì như là mình sẽ phải thiết lập và bảo kê chú chim này an toàn về cho đến khách hàng. Bởi vì các bạn biết là họ đã là người tin tưởng mình, họ đã CK, họ đã chuyển khoản rồi. Thì cái thương hiệu của mình cũng phải bảo vệ mà mình cũng phải giữ đúng uy tín. Đó. Nếu còn uy tín hay không thì các bạn thấy là tôi cũng không nói chơi. Bởi vì riêng con chim cu gáy các bạn biết là lúc nào tôi cũng úm, lúc nào tôi cũng nuôi. Và cái thế mạnh của tôi là tôi phải nuôi bộ từ nhỏ. Tôi nuôi từ nhỏ rất thuần. Đó. Các bạn thấy là nó rất thuần. Đó. Thế nếu mà cái lượng chim như thế này trong nhà tôi lúc nào có khoảng đôi 300 con. Đây là phần trên sân thì con nó chưa biết ăn thành thạo. Tôi phải úm nuôi. Đó. Đấy. Đấy. Thì nếu như mà nó mà đã biết ăn thành thạo thì tôi cho xuống vườn trại ở phía sau. Đó. Bởi vì nó nhiều mà tôi phải nắp máng, uống máng nước uống tự động và tôi phải cho ăn theo cách của tôi. Đó. Đó. Các bạn có thể thấy là gì, tôi không nói chơi. Bởi vì đây nó là cả một cái đam mê và đây nó là cả một cái sự nghiệp. Đó. Nó gắn liền với những cái cuộc sống của mình. Mình nuôi cho những chú chim thuần đẹp thì mình bán cho những người người ta thấy là nó thuần nó đẹp. Và đó là những lượng bạn bè và những lượng khách hàng lâu dài của mình. Đó. Tôi xác định là không, nhà không có gì ngoài chim cu gáy nha các bác nhé. Đấy. Tại thời điểm này là gì? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 8, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 2, 4, 6. 106. Và các bạn biết đây là cái bọn còn non hơn nữa. Bọn này là đấy. Chỗ này là bao nhiêu đây? 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 28, 30, 32 34, 36, 38, 40, 42. Đấy, chỗ này nó rơi vào tầm, nó tầm khoảng 150 con. Đó. Và tất cả những em này là những em gần như thả tự do hoặc là nó đã được thuần từ bé. Các bạn biết là những chú chim này là những chú chim mới lên. Đó, rất là thuần. Đấy, nuôi một thời gian thì nó được như này. Nuôi một thời gian nữa thì nó bằng mấy em anh chị này ở ngoài. Đấy, nuôi một vài thời gian nữa hàng anh chị. Nó ăn thành thạo rồi ạ. Thì cho xuống vườn trại. Cho xuống vườn trại ở phía dưới đằng sau. Và những cái clip khác cái tôi vẫn quay. Những cái chuồng trại ở phía dưới. Thôi, đã đến giờ tôi phải chia tay các bạn tạm thời để tôi gửi chim. Thân ái chào tạm biệt. Số điện thoại của tôi tên là Thao, số chứng minh thư là 111590658. Tôi tên là Thao, và địa chỉ là tôi là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Hy vọng sẽ được giao lưu với tất cả các bác và các bạn chơi chim cu trên mọi miền Tổ quốc. Thân ái chào tạm biệt.